Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác hôm nay em lên các bác một em họa mi đuôi xòe vip anh em nhá. Bóng bộ rất là đẹp luôn, em này chơi cả cánh luôn các bác nhá. Chim thuần khoảng 90% rồi các bác. Bóng bộ đẹp, dáng dấp ok anh em nhá. Đấy, anh em nhìn cái đuôi của nó kìa anh em kìa. Rất là đẹp luôn các bác. Em này chưa căng thôi, nó mà căng lên nữa thì nó còn xòe đẹp, xòe to hơn nữa anh em ạ. Các bác nhìn thấy chim đang đứng hót anh em nhá, rất là đẹp các bác ạ. Con này đầu mặt rất là đẹp các bác nhé, tranh thủ nó quay ra đây thì em quay cho bác xem đầu mặt nhé. Đấy, đuôi xòe này anh em này. Đấy. Quay anh em xem đầu mặt đó này. Đấy, đuôi xòe rất là to rồi anh em đấy.